Mẹo thi công bể phốt không bao giờ đầy, gia chủ cần biết. Để đảm bảo bể phốt không bao giờ đầy, hãy tham khảo những mẹo thi công sau đây. 1. Bảo vệ vi sinh vật. Trong mọi bể phốt, vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc phân giải chất thải. Số lượng vi sinh càng nhiều, khả năng xử lý chất thải càng tốt. Vì vậy, cần đảm bảo không để vi sinh vật chết trong quá trình sử dụng bể phốt. 2. Lắp đặt ống thông hơi. Khi thi công bể phốt, hãy đặt một ống thông hơi để khí ga dễ dàng thoát ra, ngăn ngừa nguy cơ nổ bể phốt. 3. Tránh hóa chất. Để tránh hóa chất từ dầu gội, xà phòng, sữa tắm và dầu rửa bát làm chết vi sinh vật trong bể phốt, hãy chú ý đến cách thi công các đường ống từ bồn cầu đến bể chứa, bể lắng, bể lọc và hố ga nên được lắp đặt ống gồm hai đầu, một đầu hướng xuống và một và ngập trong nước, đầu còn lại hướng lên trên để thông khí. Tại ống co từ bể chứa sang bể lắng, ống nên ngập khoảng 10 cm, còn các vị trí khác chỉ cần ngập trong nước khoảng 5 đến 7 cm. Việc này giúp bảo vệ vi sinh vật, ngăn mùi hôi và giúp lưu thông nước từ bể này sang bể khác. 4. Đi đường ống nhà bếp riêng biệt. Đường ống từ nhà bếp nên đi riêng qua hệ thống lọc dầu trước khi vào hố ga để tránh làm chết vi khuẩn trong bể phốt. 5. Đậy nắp kín bể phốt. Nắp bể phốt cần được đậy kín để vi sinh vật phân hủy, phân giải chất thải hiệu quả hơn. Bằng cách tuân thủ các mẹo này, gia chủ có thể đảm bảo bể phốt luôn hoạt động hiệu quả và không bao giờ bị đầy.